Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay thuộc là người luôn tin như lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới và quan trọng hơn cho dù là chúng ta không còn chu kỳ 4 năm hay là chúng ta còn chu kỳ 4 năm đi nữa cái mà thuần tin tưởng đó chính là về dài hạn đây là một tài sản mà ngài sẽ càng có người chấp nhận rộng rãi hơn mặc dù đã có nhiều tin tức tốt liên quan đến CPI và nền kinh tế thì lại khiến cho nhiều người không được vui nhưng mà cũng tùy theo là các bạn hỏi ai nếu như là các bạn là một người mà vẫn đang tích lũy bitcoin đây thì đương nhiên các bạn không muốn giá tăng mạnh bây giờ các bạn muốn có thêm thời gian để tích lũy nhưng mà nhìn chung đó khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta lại cảm thấy được là Bitcoin đã không có cái sự tăng trưởng như là những cái thị trường kia Mặc dù là cũng cùng một số những tin tức đó Điều mà các bạn nên nhận ra đó là cái tâm lý nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài Nếu như mà chúng ta không biết gì về tuần này Tuần vừa rồi đó, cái lúc mà chúng ta nhìn thấy giá giảm xuống là 49.000 đô Chúng ta không biết tuần này có những thông tin gì Nếu như mà thường nói với các bạn là trong vòng một tuần giá Bitcoin sẽ hồi lại 10.000 đô Thì lúc đó cảm giác của các bạn sẽ tốt hơn bây giờ rất là nhiều Chỉ vì chúng ta đã chứng kiến cái sự tăng trưởng của những thị trường kia, chúng ta chứng kiến những thông tin tốt mà giá nó không có tăng trưởng. Tương tự thì khiến cho nhiều người trở lại cảm thấy không được vui hiện bây giờ. Cho nên cái cảm giác của các bạn đang có, tâm lý các bạn đang có nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì xung quanh của các bạn. Cũng giống như là các bạn thấy là một người có thể là làm lương cao, có thể là người đó đó có một số tài sản, họ ở trong một cái khu đó thì họ cảm thấy được làm rất là thoải mái, giống như mình là một cái gia đình mà có điều kiện hơn những gia đình khác. Nhưng mà người đó cũng là lương đó cũng là những tài sản đó nhưng mà bây giờ nó lại chuyển tới một cái thành phố khác thành phố này có mức sống cao hơn thì xung quanh của người này khi mà họ dọn đến một cái nơi ở khác thì những cái nhà xung quanh đó, họ cũng có thu nhập cao và nhiều tài sản mà có thể là còn nhiều hơn là người này nữa người này là một người mà trước đây cảm thấy là cuộc sống rất là tốt cuộc sống rất là thoải mái tại vì họ sống trong một cái môi trường khi mà họ so sánh với lại những người xung quanh họ cảm thấy là mình rất tốt nhưng mà khi mà họ chuyển qua một môi trường khác mà có nhiều người giàu hơn họ thì họ lại cảm thấy không được vui các bạn đó chính là cái tâm lý mà khi chúng ta nhìn vào giá cả khi chúng ta so sánh thì chuyện này với thị trường kia nhưng mà khi mà các bạn zoom ra thì các bạn mới thật sự thấy được chúng ta nhìn vào giá của btc đi để hùng refresh lại trong vòng từ đô năm tới bây giờ thì các bạn nghĩ là giá của bitcoin ra sao từ đầu năm tới bây giờ đã giá của Bitcoin tăng 41.35% các bạn và chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một năm qua thì giá của Bitcoin đã tăng 104.94% chúng ta cũng vừa nói đến là vàng đạt đỉnh mới các bạn nhưng mà vàng đó cho dù đạt đỉnh mới đi nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy được là trong vòng một năm qua tăng 25% trong vòng từ đầu năm tới bây giờ tăng 17% chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones cho dù đã có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là một năm qua thì cũng chỉ tăng 17.04% mà thôi và từ đầu năm tới bây giờ thì tăng gần 8% và sẽ có một số người nói là chúng ta không thể so sánh ngang gì được tại vì thị trường Bitcoin thì thị trường nhỏ hơn và mới hơn thì có đúng các bạn nhưng mà đến cuối cùng đó thì những nhà đầu tư họ cũng sẽ so sánh mà thôi tại vì sao tại vì cũng một số tiền đó đối với lại cái góc nhìn là những thị trường nó khác nhau cho nên không so sánh được thì cái đó là một góc nhìn các bạn nhưng mà góc nhìn khác đó là một người đầu tư trong túi thuận có 10.000 đô Cái thuận có thể lựa chọn là 10.000 đô đó phân bổ như thế nào và tới cuối cùng đó thì cái mà thuận quan tâm đó chính là cái mảng đầu tư nào mang đến cái rủi ro thấp hơn và cơ hội tốt hơn đó là điều mà nhiều người sẽ quan tâm cho nên họ sẽ luôn so sánh thị trường này với thị trường kia đó là cái điều đầu tiên cái điều thứ nhì đó là các bạn nghĩ tới cái quan điểm là phá nên cựu đồng đến mới chúng ta cũng đã nói về cái điều này nhiều lần trên kênh rồi các bạn trên căn bản đó, chúng ta đã đi trước những chu kỳ trước đó rất nhiều rồi đáng lý đâu đó chúng ta phải đợi đến cuối năm nay thì chúng ta mới thấy giá bitcoin phá nên cựu đầu đến mới chỉ vì chúng ta có bitcoin spot etf cái dòng tiền đến quá nhiều khiến cho giá bitcoin đã tăng mạnh các bạn và phá nên cựu đầu đến mới trước cả Bitcoin hai bình đó là điều mà chưa từng có trong lịch sử rồi sau đó chúng ta mới thấy được giá nó đã, đã không tiếp tục tăng nữa tăng tới mức là 73.800 đô rồi sau đó lại có sự điều chỉnh mà chúng ta có lay quay từ cái mức là 60 tới 70 000 đô trong vòng mấy tháng qua khi các bạn zoom ra các bạn sẽ thấy được là trên căn bản này chúng ta cũng không có đi đâu cả chúng ta chuyển qua biểu đồ của nến ngày đi rồi chúng zoom ra để các bạn thấy được là trên căn bản từ tháng 3 tới bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cái phạm vi này các bạn và Bitcoin đã phá đến cung đỉnh mới vào tháng 3 nhưng mà chúng ta cũng thấy được là vàng hay là chứng khoán đó, thì phá đến cung đỉnh mới cũng đã nhiều lần rồi các bạn ba bốn lần rồi trong khi Bitcoin chỉ phá được một lần mà thôi thì đó là một cái quan điểm nhưng mà cách nhìn khác nữa chúng ta cứ nghĩ đến năm 2021 đi khi mà giá Bitcoin đã chạm cái mức 69.000 đô lần đầu tiên trong lịch sử lúc đó đó thị trường sôi động cỡ nào các bạn nhưng mà lúc đó đó những bà nào mà đã theo dõi kênh hay là những người nào mà đã trong thị trường này thì cũng đã biết là giá Bitcoin đã chỉ chạm cái mức 69.000 đô rồi sau đó ngay lập tức giảm xuống các bạn chứ không phải là giá Bitcoin trên cái mức 69.000 đô một thời gian dài đâu trên nhân bạn nó chỉ chạm cái mức đó rồi giảm xuống cũng giống như năm 2017 đó chạm gần 20.000 đô rồi giảm ngay lập tức sau đó chúng ta nghĩ đến năm nay đã, đã có nhiều lần giá Bitcoin vượt qua mức 69.000 đô rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là 69.000 đô là cái mức ngay đây chúng ta nhìn thấy được là đã có nhiều lần trong năm nay giá Bitcoin vượt qua 69.000 đô cho nên khi các bạn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được cái tình hình thật sự nó ra sao và cảm giác của các bạn hiện bây giờ có thể là không hoàn toàn đúng sự thật Và để thuận cho các bạn một ví dụ khác nữa Khi mà chúng ta nhìn vào những cái thumbnail mà kênh tạo ra đó Thì như bạn có biết mỗi một thumbnail thì kênh đều để cái giá Bitcoin trên đó Để các bạn có thể dễ dàng nhận ra được là chúng ta đã trải qua những thời điểm như thế nào à, Và các bạn có nhìn thấy được lúc nào cũng sẽ có cái logo Bitcoin trên mỗi một cái thumbnail Thì chúng ta nhìn thấy được là đầu năm nay đi Trở về 8 tháng trước các bạn nhìn thấy giá Bitcoin là 36.000 đô, 37.000 đô, 38.000 đô. Rồi chúng ta bắt đầu bước qua 40.000 đô các bạn, 43.000 rồi 44.000, rồi 42.000. Rồi chúng ta tiếp tục thấy là giá tăng lên tới 50.000 đô. Và khi chúng ta tiếp tục tới cách đây khoảng chừng là 6 tháng các bạn khi mà giá lên tới 52.000 rồi tiếp tục tăng lên tới cái mức là 57.000. Lúc đó mọi người đã vui như thế nào các bạn, mọi người cực kỳ hào hứng luôn nhưng mà bây giờ chúng ta mức còn cao hơn 57.000 nhưng mà tâm lý đã tệ rất là nhiều rồi. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là tất cả vẫn tiếp tục tiến tới tâm lý là cái sự khác biệt giữa tháng này và tháng kia, ngày này qua ngày nọ mà thôi và tâm lý thay đổi rất là nhanh trong thị trường crypto này. Và khi đầu tư Bitcoin đó thì các bạn thấy được thị trường này luôn có cái sự bất ngờ cho tất cả mọi người không ai biết được là ngày mai giá ra sao, năm sau giá như thế nào không ai biết hết các bạn nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì các bạn mới thực sự thấy được là con đường tiến triển của bitcoin đã như thế nào trong vòng bao nhiêu năm qua khi các bạn nhìn từ những cái thumbnail này các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của giá cả thì các bạn mới có thể thấy được là về dài hạn bitcoin như thế nào xu hướng mới là quan trọng trong bất cứ một thời điểm nào những cái thông tin những cái tin tức đều có thể ảnh hưởng đến giá cả và có thể rất là tiêu cực hay là rất là tích cực trong một thời gian ngắn các bạn nhưng mà zoom ra dài hạn đó là điều mà thuận luôn muốn các bạn nghĩ đến khi mà đầu tư vào bitcoin đây không phải là một loại tài sản mà các bạn có thể đưa ra một cái quyết định là có bao nhiêu tiền rồi đầu tư vào đây trong vòng một năm là bao nhiêu hai năm là bao nhiêu không thể nào chúng ta tính gì được các bạn tại vì một chu kỳ của bitcoin có thể lên tới bốn năm lận và chúng ta cũng thấy được là nếu các bạn đầu tư từ khi bắt đầu tới bây giờ trong vòng 15 năm qua thì bất cứ một ai mua bitcoin trong khoảng thời gian bốn năm có nghĩa là các bạn mua bitcoin rồi cho dù các bạn mua bất cứ lúc nào các bạn chọn cái đỉnh của năm 2021 cũng được bốn năm sau thì cho tới bây giờ 100% của tất cả những người đầu tư Bitcoin 4 năm hơn hoàn toàn có lời các bạn tại vì giá bitcoin tới bây giờ vẫn tiếp tục theo chu kỳ mà 4 năm có phải là giá bitcoin sẽ luôn theo chu kỳ mà 4 năm hay là không thì đương nhiên không ai chắc chắn được các bạn chúng ta cũng đã từng chứng kiến có hai lịch sử mới tạo ra trong vòng mấy năm qua các bạn thứ nhất là chúng ta đang thấy được là giá bitcoin đã giảm dưới cái đỉnh cũ. Đó là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến năm 2022 khi mà giá Bitcoin giảm xuống 15.000 đô. Trước đó đó thì giá Bitcoin dù, dù có giảm như nữa trong dòng mùa đông crypto thì cũng không có giảm dưới đỉnh cũ. Nhưng mà năm 2022 thì đã giảm xuống dưới 20.000 đô ngay là cái đỉnh cũ của năm 2017. Và lịch sử thứ nhì chúng ta vừa nói đến đó chính là chúng ta có all time high đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin Haven các bạn cho nên không ai chắc chắn được Nhưng mà thu là người luôn tin như lịch sử Cho đến khi chúng ta có lịch sử mới Và quan trọng hơn cho dù là chúng ta không còn Chu kỳ 4 năm hay là chúng ta còn Chu kỳ 4 năm đi nữa Cái mà thuần tin tưởng đó chính là về dài hạn Đây là một tài sản mà ngài sẽ càng Có người chấp nhận rộng rãi hơn và một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta so sánh á, thì các bạn cũng nên nhớ là chúng ta cũng đã có những cái thời điểm tình hình của vàng hay là tình hình của chứng khoán không tốt nhưng mà giá Bitcoin vẫn tăng. Những cái thời điểm đó đó hầu như chúng ta rất là mau quên, chúng ta chỉ nhớ những cái ngày như là ngày hôm nay các bạn khi mà mọi thứ tăng trưởng nhưng mà crypto chúng ta nói riêng về Bitcoin thì cũng không tăng trưởng còn altcoin sẽ thì còn tệ hơn nữa khiến cho nhiều người cảm thấy không được vui nhưng mà khi chúng ta nhìn vào lịch sử trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn tính từ năm 2018 tới bây giờ đi thì các bạn nhìn thấy được là khi mà so sánh Bitcoin lên với là vàng đó, thì mỗi một năm chúng ta thấy được là có tương quan âm tương quan dương chúng ta thấy được là negative nghĩa là tương quan âm positive như là tương quan dương thì trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn năm nào cũng vậy có lúc âm có lúc dương có lúc âm có lúc dương và chúng ta so sánh BTC với lại chỉ số S&P 500 chứng khoán Hoa Kỳ thì cũng như vậy các bạn mỗi năm chúng ta đều có cái sự thay đổi có lúc âm có lúc dương cái sự tương quan thay đổi liên tục Bitcoin trên căn bản khi các bạn nhìn rộng hơn nó không phải là một cái tài sản mà đi theo xu hướng của vàng 100% hay là đi theo xu hướng của chứng khoán 100% sau này có phải là Bitcoin đó sẽ là vàng điện tử sẽ đi theo xu hướng của vàng hay không thì sao này mới biết được các bạn nhưng mà thuận đó thì có lòng tin bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị là một vàng điện tử thì về sau nó sẽ như vậy nhưng mà ngay bây giờ đó vẫn là một tài sản mới chúng ta có rất là nhiều người đầu tư về Bitcoin vì nhiều lý do khác nhau họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là một cái công nghệ chứng khoán cũng có họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị cũng có họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là vàng điện tử cũng có các bạn tùy theo là mỗi người đến thị trường này vì một lý do nào đó hay là họ đầu tư trên căn bản chỉ vì họ muốn đa dạng hóa trên mô đầu tư của họ mà thôi thì cũng có luôn các bạn nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào vàng đó thì có thể nói được là không có ai bây giờ mà nghĩ tới là tình hình tốt lạm phát đang tăng cao chứng khoán đang tăng mạnh bây giờ đã đầu tư vào vàng để có lời nhiều hơn tôi không nghĩ người ta nghĩ như vậy vàng đó là một cái loại tài sản đã có rất lâu đời cho nên qua nhiều năm vàng ngày lại càng hình thành vì thế của mình bitcoin cũng sẽ như vậy bây giờ thì chưa phải nhưng mà thường tin tương lai sẽ là như vậy thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này nhưng mà nào mà sử dụng sang giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn